Hello, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc các chú, anh chị, các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm Thực Vlog thì hôm nay Tuấn xuống cảng Phan Thiết quê mình, đường Phạm Văn Đồng, quay và review cho mọi người xem những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình bạn. Nghe nói đầu chị ấy cũng mới bán bún hải sản ở đây rất ngon và rẻ nữa, bình dân. Thì hôm nay Tuấn đổi hướng gió rồi ra đây ngóng biển rồi ăn hải sản rồi review cho mọi người xem ngon như thế nào nha mọi người. Rồi mình sẽ đi đây mọi người ơi. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm Thực Vlog hôm nay Tuấn qua đường Phạm Văn Đồng ở cảng Phan Thiết quê mình mọi người. Sẽ quay review cho mọi người xem những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình rồi. Các bạn thấy đây có cô ấy bán bún hải sản. Thì mình sẽ quay và review cho mọi người xem những hình ảnh đẹp ở đây rồi. Ngon chưa? Wow, ngon chưa? Quá đã chưa mọi người? Ở đây đồ tươi sống luôn. Đồ tươi sống luôn hả? Đấy hả? Ta người ta bán. Bán là được bao lâu rồi em? Dạ 10 ngày rồi. 10 ngày mới mở luôn hả? Nhưng mà chị này chỉ chuyên ở nhà chỉ nấu ăn mấy hải sản rồi. Vậy hả? Mười ngày á, nhưng mà có kinh nghiệm rồi mới bán tôi vẫn đó còn ngon luôn. Mới ăn mà thấy chưa ăn mà thấy cảm giác mà thấy mọi người thấy ruột là đang cồn cào nói luôn. Tôm tươi nè, thấy không mọi người, thịt rồi chá xíu đủ đã chưa, trời ơi, ruột đói rồi đã chưa đó. Đây nè, cái này nước lèo à em, nước lèo hải sản tươi rồi đói ngon chưa mọi người đó, trời ơi đã quá. Giải mùa 2 bị đem về luôn. Ở đây giờ chị bán sáng mấy giờ đến mấy giờ nghỉ chị? Dạ 6 giờ đến 10 giờ anh. 6 giờ đến 10 giờ hả? À? Là bán buổi sáng hả? Tháng 3 ngày mình có tịnh nghỉ ngày nào không hay là làm luôn? Dạ làm luôn. Làm luôn hả? Mọi người biết anh ấy bán là cái giường tháng 3 ngày không nghỉ ngày nào rồi. Thì mọi người có dịp xuống đường Phạm Văn Đồng ở cảng Phan Thiết quê mình à, mọi người thấy không? Bên này là hướng cảng Phan Thiết quê mình bờ kè. Thì đây là đường Phạm Văn Đồng thì mọi người thấy là những hình ảnh rất là đẹp tuyệt vời mọi người. Vừa ăn vừa ngóng biển hải sản rồi tươi rồi rối rồi. Tại đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Các cô chú mọi người thấy cô ấy bán và bán rất ngon mà ngồi đây thoáng mát mọi người ha. Thì Tuấn sẽ quay và giới thiệu cho mọi người xem nha mọi người nha. Đây là bún hải sản nữa hả? Dạ bún hải sản. Đã chưa mọi người? Mọi người thấy một thường thường ở mấy chỗ kia bán là bún hải sản mực tôm. Đây chị ấy bán có cái tre cái duyên gì mà nó tròn tròn. Dạ, dạ cá. Dạ cá hả? Đã chưa? Chả cá tôm luôn rồi. Thì không gian quán thì mình thấy rất là tuyệt vời như thế nào. Hôm nay Tuấn giới thiệu review mọi người xem những món ăn vỉa hè Phan Thiết quê mình tại đường Phạm Văn Đồng, 15 Phạm Văn Đồng, ngay bờ kè cảng Phan Thiết nha mọi người. Thì không gian quán thì mọi người thấy vừa ăn ngồi nóng mát rồi như thế nào rồi hóng biển như thế nào nha. Nên Tuấn quay vào giới thiệu cho mọi người xem. Mong mọi người xem video nhớ chỉ là chia sẻ cho người ủng hộ tụi bán trẻ bạn. 15 Phạm Văn Đồng nha mọi người. Và nói chung đây không gian quán thì mọi người thấy cái thoáng mát không? Khỏi cần lao ngại cũng như thế nào. Ở đây quán trẻ thì hoạt động thì mọi người thấy là từ 6 giờ sáng là không em? 6 giờ sáng bán tới 11 giờ trưa hả? 10 giờ trưa đó mỗi ngày mọi người. Thì mọi người thấy nó không trò đã quá, mình sẽ vô đây mình ăn review mọi người xem nè. Này ăn rau này á hả? Dạ đây đây ạ. Thấy rau đó rồi đã chung rồi. Rau tươi rồi rối luôn. Người cũng rồi rối luôn bạn. Đó người thấy mực không ha? Đó mực tươi cái này thì thôi chứ còn gì bằng người. Cũng hải sản mà ăn mực tươi này mọi người thấy không? Rồi sực sực luôn. Đại cả một thiết thì mọi người thấy rồi. Wow, rồi đã cho mọi người.
Wow, đã chưa? Thì lời nói đầu tiên hôm nay Túng xin cảm ơn mọi người nha. Xin video nhớ like, chia sẻ cho mọi người rồi ủng hộ cho quán trẻ bạn. Bún hải sản được 15 Phạm Văn Đồng. Wow, đã chưa? Mình đã ăn bún hải sản nhiều chỗ bạn, mà đây chị ấy bán rất là rẻ mà ngon không? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Rồi, thì các bạn thấy bên đây mình xuống 15 đường Phạm Văn Đồng à. Mình sẽ quay và review cho mọi người xem tô bún hải sản tại bờ kè Phạm Văn Đồng. Wow, đã chưa, mình thấy ngon không? Trong này một cái bún thì mọi người thấy có hai con tôm, dưới tương cúc, dưới mấy miếng mực. Đó, dưới đây là gì nhỉ? Chả cá nè mọi người. Chả cá nè ha, ngon không? Có đây có đậu hũ thêm nữa bạn. Đậu hũ rồi dưới củ cải. Và dưới đây chỉ có bún nè, bún nè mọi người. Đó, còn bún này còn bún còng bự nha. Mình đi mấy quán chỗ kia là còn bún còng nhỏ, đây bún này là bún còng bự. Bún còng bự thì mình thường ăn là mọi người thấy vừa ăn canh. Bún bầu Huế rồi là đó. Còn rau sống thì mình thấy có bắp chuối rồi. Chuối rồi ha, được đã chưa mọi người? Đã chưa? Ôi, quá ngon quá. Ruột đang còn cào. Bây giờ mình sẽ ăn giới thiệu và quay cho mọi người xem nha. Hello, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên hôm nay cũng xin kính chúc của chú anh chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm Thực Vlog thì hôm nay cũng qua đường Phạm Văn Đồng, 15 Phạm Văn Đồng, cũng sẽ quay và review cho mọi người xem tô bún hải sản. Thì đường Phạm Văn Đồng là một biết từ ngay cầu Trần Đạo Phan Thiết quê mình, mọi người chạy xuống đây tầm cỡ 100m là quán chị ấy bạn. Mình sẽ ăn mà giới thiệu xem tô bún hải sản này. Wow, mọi người thấy đã chưa? Wow, ngon quá mọi người. Chị ấy cũng mới bán mọi người. Lúc mọi người biết mới bán thì lượng khách biết thì cũng ít hơn. Cho nên hôm nay Túng quay cho mọi người xem những hình ảnh đẹp và tô bún hải sản tại 15 Phạm Văn Đồng, Phan Thiết quê mình. Thì các bạn thấy quán của chị ấy cũng mới mở, thì mong mọi người xem video này có dịp về Phan Thiết quê mình ha, mà đi xa rồi tới đây ủng hộ cho quán chị ấy nha. Thì quán chị ấy hoạt động thì mọi người biết từ 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa đó, mỗi ngày tháng 30 ngày là đều bán hết cho mọi người. Cho nên Túng giới thiệu cho mọi xem mà mình có dịp về đi du lịch về Phan Thiết, ghé qua đây rồi ủng hộ cho quán chảy nha mọi người nha. Tô bún hải sản thì trong này có rau sống thì mọi người ăn, giá nè, giá bắp chuối, chuối rau rồi bỏ vô đây, chuối bò rồi ăn mấy món này bài bằng. Trong tô bún thì mọi người thấy có được hai con tôm, có hàng tôm nuôi cho bá luôn. Thấy không, hai tôm mọi người. Ồ, đã không, đây con nữa nè, hai con rồi, có được mấy miếng mực, mấy miếng mực này không, mực tươi rồi rối luôn, tôm cũng tươi nữa, rồi mấy viên viên chả này, viên chả cá này là chị ấy tự làm luôn mọi người, chị ấy mua cá về tự làm luôn, rất ngon. Bây giờ mình không có gì hơn thì cũng cảm ơn mọi người nha, xem video nhớ đi like, chia sẻ cho mọi người rồi ủng hộ cho quán trẻ nha mọi người. Rồi xin tiếp mọi người và mời cả nhà dùng nha. Wow, cái nước lèo của chị ấy mọi người biết không, chua chua ngọt ngọt mặn mặn thơm mùi xả, hương vị với nấu cách y như dạng mà nấu lẩu bạn, cái gì nấu lẩu. Ngon. Mỗi người có mỗi cái cách nấu, mọi người biết không, hải sản mỗi người có mỗi cách nấu, hương vị khác nhau. Hương vị chị ấy nấu thì không phải như ngọt như Phan Thiết với mình. Thường Phan Thiết là nấu hơi ngọt nhưng mà đây chị ấy nấu không có ngọt. Thức ăn cũng mặn mà. Đây là cái cá chị ấy làm, tự mua cá về làm thật cả luôn. Ăn dai bạn.
ngon không ơi. Còn đây một à, mình thấy không, sống à, to bực là ăn tươi rột rột giòn chích chích luôn rồi, rất ngon. Nói chung hải sản là mọi thấy rất ngon rồi. Nước lèo thì nấu mặn mà thơm mùi chả rồi, nhẹ nhẹ có mùi chua chua mùi thơm nữa bạn, thơm với cà. Wow, đã quá mọi người không? Thì Tuấn cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ thì like chia sẻ cho mọi người, ủng hộ tôi bán rẻ nha mọi người nha. 15 Phạm Văn Đồng là bờ kè Phan Thiết Bình, khi cầu Trần Đạo chạy đến đây tầm cỡ 100 mét hơn tí thôi. Thì ở đây bên trái thì quán rẻ là nằm sát đường luôn, vừa ăn thì ngồi đây nóng biển rồi rất là thoáng mát mà. À, quá quá đã mọi người. Tâm thấy rằng đây là đường Phạm Văn Đồng mà. Ông ngoài kia xe thì lúc chạy ra vô rồi nó hơi ồn tí, mọi người thông cảm nha. Sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, mình sẽ chỉnh mic được cho mọi người xem. Cái bún hải sản này mình đi ăn mấy chỗ kia thì cái cặp bún nó nhỏ, là bún nó nhỏ. Đây bún này thì mình đi cặp bún bò, đây mình ăn cặp bún bò Huế rồi. Đây bạn, do nồi xin phép người mình cầm cái tay ché tôm nha, lúc nó hơi mất vệ sinh đến thông cảm nha mọi người nha. Tại ăn tôm này mình phải ché, cầm tay rồi ché nó mới ra được cái vỏ nè. Tôm phải đá mà, tôm nào con nào cũng nấy nè, tươi rồi rối luôn phải không? Ngon mùi, ngon, ăn thịt chất đúng không? Quá cháo luôn. Sẵn tay để mình lột luôn con tôm này luôn mọi người nè. Lúc mọi người xem video thấy mình cầm tay rồi cái chế nhà lỡ nó mất hơi vệ sinh đi, thông cảm nha mọi người nha. Tại ăn tôm mà phải cầm để chế rồi lên. Rồi ngon quá. Nãy giờ ăn mà nói chung mà nước nó nói hơi nhiều quá, nước hơi nguội lại đã. Ngon. Bỏ cái đầu sống mùa đây ăn cho nó mát nè mọi người, nhất là mùa hè nóng lực này mọi người phải ăn nên rau luôn, ăn rau nhiều vô cho nó mát. Mọi người biết cách ngày hôm qua mình có đang mua đế bạn, mình quay cho mùi chim tua cháo bò đang mua đế mùi. Chị em ấy cũng mới mở được 2 tháng rồi. Tô cháo bò rất là ngon, tuyệt vời. Lâu lâu những lúc mình ăn tô cháo bò thường là tô cháo bò thịt bằm, đây cháo bò sừng bò, vắt sừng bò ăn rất ngon. Ngon lắm rồi. Mọi người biết là mình khi mình ăn là ngồi đây gió mát, vừa ăn vừa ngó ngoài biển ngoài kia bờ kè đó, mình cha ra những mấy cô chú đang gỡ cá rồi gỡ ghẹ rồi quá trời luôn rồi. Mọi người có dịp mà ví dụ như đi du lịch thì nhớ về khu cầu Trần Đạo Phan Thiết của mình, mọi người biết không, cứ cách 1-2 ngày là có chuyến mấy chuyến ghe vô rồi lưới ghẹ gỡ. Rẻ rồi quá trời luôn mà rẻ.
ai muốn ăn ghẹ xuống đây làm gỡ cá ghẹ là có luôn, rất là rẻ mọi người. Ghẹ mà gỡ tại chỗ lưới luôn mọi người biết chỉ có 70.000 ký à, còn ghẹ không có 70.000 ký ghẹ mọi người. Cho nên nhiều lúc á mọi người đi du lịch mà chưa biết đến xem video thì mình sẽ chỉ hướng dẫn con đường đi rồi chỗ nào muốn ăn rồi hoặc là muốn rẻ rồi hải sản mà rẻ tươi rồi bạn sẽ quay và giới thiệu cho mọi người xem nha mọi người nha. Chúng đã lâu lắm mà tô bún hải sản này mình ăn, bên đây mình thưởng thức lại cảm giác nước ngon mà chua 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 thơm mùi chả rồi rất là tuyệt vời luôn, y như lẩu hải sản rồi, nước lẩu nó bị như lẩu mà lẩu lẩu Thái chua cay thơm mùi chả. Cái chả cá này dễ làm ngon mà ăn thực sự luôn. Wow, ngọt lắm người. Mình biết là tầm cái tô này mình hút nó mới đã nè. Hút nước á. Chua chua ngọt ngọt. Cái nước hút mọi người thấy không? Thơm từ từ như là mì cay, nước mì cay với bánh gạo và quất bạc nước đó, rất là thơm luôn. Nước ngon quá. Mọi người biết chị ấy cũng mới bán được 10 ngày thôi à, thì không có gì hơn thì mong người xem video nhớ chỉ là chị trẻ cho mọi người ủng hộ cho quán trẻ nha. 15 Phạm Văn Đồng Phan Thiết ngay cầu Thạnh Đạo được Phạm Văn Đồng mặt chạy đây có 100 mét hơn nằm bánh trái là từ quán chị ấy thì không gian thì mọi người biết nhìn xa xa ra ngoài kia là bờ kè biển cả rồi rất là mát thoáng mát mà nhìn vừa ăn ngồi ngóng mát luôn. Gió vi vu vu và quá đã quá và ngon. Wow, thôi ngon quá mọi người. Bây giờ nói chung không có dơm thì tao ra túng cũng chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình hạnh phúc nha. Gặp nhiều may mắn là trong cuộc sống mình cố gắng mình quay nhiều những mới nhiều món ăn vỉa hè tiếp với mình cho mọi người xem, nhất là bên đây mình đi được Phạm Văn Đồng mà quay cho mọi người xem tô bún hải sản vừa ăn vừa ngồi nóng mát rồi rất là tuyệt vời luôn mọi người à. Thì bây giờ không có gì mình cũng xin phép mọi người chốt video hẹn mọi người video mới chúc mọi người một ngày như là nhiều điều tốt đẹp nha mọi người nha. Rồi, bye bye nha.